ở đây có ai coi hành trình tìm lại thanh xuân của Huỳnh Như không ạ? À? Hãy coi thử đi nha mấy anh chị nha. Em khắc họa đúng tính chất một người bằng xương bằng thịt 92 cân bây giờ là đứng trước mặt mấy anh chị là còn bao nhiêu ạ? À? 61 cân. Rồi mấy anh chị hỏi ủa có thấy ốm gì đâu? Trời ơi, 90 mấy ký nó khủng lắm đó mấy anh chị mà bây giờ cái eo của em nè, đó, từ 84 cm mà bây giờ chỉ còn có 61 62 cm thôi thì nó tuyệt vời như thế nào. Một sản phẩm đẹp dáng có thể giúp cho mấy anh chị vừa xuống cân, vừa thải được những mở nè, rồi tiêu diệt mỡ, khử mỡ cho mấy anh chị luôn. Những cái vùng mỡ lâu năm dưới thành bụng nè, tay, đùi là nó thải ra trong ngày cho mấy anh chị luôn, thải dần, thải từ từ đến khi hết liệu trình là mấy anh chị sẽ thấy là cả dáng của mấy anh chị sẽ được fix theo rất là tuyệt vời luôn nha mấy anh chị nha. Nhà em là chuyên trị cơ địa gì à? Thứ nhất lờn những sản phẩm đẹp dáng tức là dùng hoài mà nó cũng không có xuống luôn nó giữ nguyên một chỗ đó là bị lờn. Cái thứ hai là dùng rồi xuống rồi bị tăng trở lại tăng gấp đôi tăng gấp ba rồi đến đây em phục vụ rồi cái thứ ba nữa là phụ nữ sau sinh cái thứ tư là ngồi văn phòng nhiều có bụng dưới nè ăn uống không điều độ và nhà em có thạc sĩ bác sĩ nguyễn xuân giao nguyên y học bệnh viện y học cổ truyền trung ương là bác sĩ luôn đồng hành với em về sản phẩm này và tư vấn cho nhân viên em những cái liệu trình dinh dưỡng cũng như là những cái liệu trình để mấy anh chị dùng sản phẩm bên em là không bị bật cân trở lại giải quyết những cái cơ địa đã bị lờn nặng những sản phẩm đẹp dáng để giúp cho mấy anh chị có thể hấp thu trở lại và xuống cân điều độ không tăng cân lại đó là cái mà bên em có thể làm được chần chờ gì nữa em làm minh chứng sống